Trong lễ hội hoa đăng Đài Loan năm nay, những con khủng long cao to cũng đã góp mặt tại khu trưng bày chính ở công viên rừng hậu lý, thành phố Đài Trung. Con khủng long bạo chúa khổng lồ trông vẫn dữ tợn và rất ngầu sau khi biến thành hoa đăng. Gần đó còn có một ổ trứng khủng long. Đôi lúc một chú khủng long con sẽ chui ra từ trong quả trứng trông rất thú vị và đáng yêu. Còn con lôi long cao đến 15 mét thì khó mà giấu được thân hình tỏa sáng lung linh của mình trong rừng cây. Từ dưới nhìn lên còn có thể thấy được trong miệng của nó như đang nhai lá cây vậy. Thị trưởng thành phố Đại Trung bà Lưu Tú Yến nói, đảm bảo là các em nhỏ sẽ rất thích lễ hội này, bởi vì khu vực trưng bày này có thể nói là khu đèn khủng long lớn nhất và cao nhất toàn quốc từ trước đến nay. Hơn nữa mỗi con khủng long đều có thể động đậy. Năm nay thành phố Đại Trung phụ trách tổ chức lễ hội hoa đăng Đài Loan năm 2020. Khu trưng bày chủ yếu là tại khu hậu lý của thành phố này và được quy hoạch thành 12 khu chủ đề khác nhau với 133 tác phẩm hoa đăng vô cùng đặc sắc. Chính quyền thành phố cũng đã mời đoàn xiếc nổi tiếng của Anh là Shock Bijou đến để biểu diễn trong thời gian diễn ra lễ hội. Người dân có thể đến nhận vé miễn phí để vào xem. Lễ hội Hoa đăng Đài Loan năm 2020 được diễn ra từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2. Chính quyền huyện thành phố Đài Trung đã nỗ lực tạo dựng ra một lễ hội độc đáo và đặc sắc, hy vọng có thể giúp cho ngành du lịch của thành phố này phát triển hơn nữa trong tương lai.